Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Ngày mới chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sáng hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024, Giải trí miền Tây chia sẻ với cô chú, các anh chị và các bạn về tình hình giá mít Thái, mít ruột đỏ Indo sáng hôm nay, để cô chú, các anh chị và các bạn có thông tin chính xác cập nhật. Giải trí miền Tây ngoài cập nhật tình hình giá mít Indo, mít ruột đỏ, còn chia sẻ về giá sầu riêng, giá ớt và tất cả những loại nông sản khác, để cô chú, các anh chị và các bạn có thông tin về giá cả chính xác nhất cập nhật. Tình hình giá mít Thái ngày hôm nay có đà tăng trở lại, giá cũng nhích hơn so với những ngày trước. Giá nhích hơn cũng là tín hiệu vui cho bà con nông dân. Và mít Thái được phân loại như sau: mít nhất 9 kg trở lên, kem nhì 7 kg trở lên, kem ba 4 kg trở lên. Và tình hình giá mít Thái cũng như mít Indo ruột đỏ những ngày hôm nay lên xuống bất thường, biến động từng ngày từng giờ. Và giá cả thực tế hôm nay ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang: mít kem lớn 18.000 đồng một ký, kem nhì 12.000 đồng một ký, mít kem ba 8.000 đồng một ký, và mít chợ ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang với giá 4.000 đồng một ký. Tiếp theo là khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang: mít kem lớn với giá 19.000 đồng một ký, kem nhì 13.000 đồng một ký, kem ba 9.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang với giá 4.000 đồng một ký. Khu vực Tiền Giang, giá mít cao hơn so với những khu vực khác do lợi thế có nhiều giữa mít hơn. Có giá mít kem lớn 20.000 đồng một ký, kem nhì 14.000 đồng một ký, kem ba 10.000 đồng một ký, và mít chợ ở khu vực Tiền Giang với giá 4-5.000 đồng một ký. Tình hình ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu: giá mít hôm nay như sau: kem lớn 12.000 đồng một ký, kem nhì 8.000 đồng một ký, kem ba 6.000 đồng một ký. Và giá mít chợ ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu với giá 3.000 đồng một ký. Giá mít hôm nay biến động lên xuống thất thường như vậy, bà con nên cập nhật thường xuyên hơn để theo dõi. Tiếp theo, giá mít ở khu vực Tây Nguyên: kem lớn 11.000 đồng một ký, kem nhì 7.000 đồng một ký, mít kem ba 5.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Tây Nguyên với giá 2-3.000 đồng một ký. Đây là giá mít Thái chung của từng khu vực, có chênh lệch vài ngàn tùy theo vườn mít của cô chú, các anh chị và các bạn gần những dựa lớn, gần những trung tâm và gần những trục lộ chính, giá cả có cao hơn so với những vườn mít xa trục lộ chính, xa vựa lớn và thương lái ít. Những khu vực gần những chợ lớn, gần những nơi giao thương dễ mua bán dễ dàng hơn, giá mít cũng cao hơn so với những nơi sâu xa hơn. Đó là tình hình chung của mít Thái hôm nay. Tiếp theo là về giá mít Indo ruột đỏ. Giải trí miền Tây ngoài cập nhật giá mít Thái, Indo ruột đỏ, sầu riêng và những loại giá nông sản, Giải trí miền Tây còn chia sẻ về kỹ thuật trồng trọt, giải trí và những tình hình khác. Cô chú, các anh chị và các bạn hãy vào danh sách trang Giải trí miền Tây cập nhật để xem từng mục mà cô chú, các anh chị và các bạn cần tìm. Và đó là những gì mà Giải trí miền Tây muốn chia sẻ cập nhật thường xuyên cho cô chú, các anh chị và các bạn theo dõi. Và tình hình giá mít Thái và giá mít Indo lên xuống bất thường như vậy, chưa có diễn biến dừng lại. Mong rằng thời gian tới giá mít sẽ ổn định và tăng, để cô chú, các anh chị và các bạn trồng mít được yên tâm hơn và tình hình xuất khẩu tốt hơn trong giai đoạn mít Thái giá lên xuống thất thường này.
Và tiếp theo, giải trí miền Tây chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn tình hình giá mít Indo ruột đỏ. Giá mít Indo ruột đỏ hôm nay tình hình đi ngang, giá mít ổn định ở mức trung bình và đi ngang như sau. Mít loại 1 8kg trở lên giá 32 đến 33 ngàn đồng 1kg, và mít loại 2 6 đến 8kg giá 22 đến 23 ngàn đồng 1kg. Mít ở những chợ lớn giá 14 ngàn đồng 1kg và ở những chợ nhỏ giá 5 ngàn đồng 1kg. Với giá mít đi ngang như vậy cũng có thu nhập trung bình cho bà con. Giá cả cũng có lên xuống thất thường và liên tục. Cô chú các anh chị và các bạn hãy cập nhật thường xuyên, bởi giá cả lên xuống hàng giờ hàng ngày. Nhưng giá mít Indo ruột đỏ trên 30.000 đồng 1kg cũng là tình hình khả quan cho bà con trồng mít Indo ruột đỏ. Và giải trí miền Tây xin nhắc lại giá mít Indo ruột đỏ sáng ngày hôm nay. Loại nhất 8kg trở lên giá 32 đến 33.000 đồng 1kg. Loại nhì 6 đến 8kg giá 22.000 đến 23.000 đồng 1kg. Mít chợ ở những chợ lớn giá 14.000 đồng 1kg và mít chợ ở những chợ nhỏ giá 5.000 đồng 1kg. Đây là giá cả chính thức giải trí miền Tây cập nhật vào sáng ngày hôm nay, sớm nhất vào lúc 8 giờ sáng để cô chú các anh chị và các bạn tiện theo dõi có được giá chính xác nhất. Nắm được giá cả, yên tâm sản xuất. Và cô chú các anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh giải trí miền Tây, like, chia sẻ cũng như ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn nhận được video sớm nhất của giải trí miền Tây. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu xem hết video này. Xin chào. Bye bye. Đúng rồi, con đi tránh là tôi với anh ba kiếm đâu mua 1 lít đề lên chảnh bẻ ổi ruby quất luôn anh ba.